Theo tìm hiểu, khu đất vàng rộng hơn 5.000 m2 tại nút giao Trần Thái Tông tung thất thuyết Phạm Văn Bạch đối diện cung trí thức Hà Nội có 3 mặt tiền. Thuộc khu đô thị mới cầu giấy của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank được thành phố Hà Nội giao từ năm 2008 để xây dựng trụ sở. Tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất vào cuối năm 2008, lô đất nêu trên có mật độ xây dựng 54%. Tầng cao trung bình cho phép là 15% chức năng sử dụng thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc. Việc công bạch là đơn vị trúng giá quyền sử dụng đất với mục đích xây dựng trụ sở làm việc. Đơn vị này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với 265 tỷ đồng, đã được bàn giao đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, 15 năm đã qua, dự án này vẫn bất động và không có thông tin liên quan. Đáng chú ý, sau nhiều năm bỏ hoang dự án, vào năm 2012, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từng khẳng định Lô đất của Vietcombank tại khu đô thị mới cầu giấy để hoang hóa từ năm 2008 là vi phạm khoảng 12. Điều 38 của luật đất đai. Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận cầu giấy ra soát quy chế đấu giá và biên bản bàn giao đất tại thực địa đối với đơn vị trúng đấu giá để lập hồ sơ thu hồi theo quy định. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 10 năm trôi qua, khu đất này vẫn chưa bị thu hồi. Hiện tại, người dân thủ đô đã quá quen với cảnh dự án của Vietcombank bỏ hoang cây dại mọc cao hơn cả cây trồng ven đường